Vương Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn hot sau 3 năm đại bạo. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau lần đầu ở Thiên Thiên Hướng Thượng vào năm 2017. Thế nhưng phải đến một năm sau, hai nam diễn viên mới chính thức quen biết khi cùng tham gia Đam Mỹ cải biên Trần Tình Lệnh. Đáng nói, bộ phim đã làm đêm mùa hè kéo dài vô tận của Hủ Nữ Ship Couple và Bác Quân Nhất Tiêu trở thành cặp đôi nam được yêu thích nhất showbiz với số lượng fan lên đến hàng triệu. Điều gì đã làm nên couple 95 điểm? Đầu tiên là phản ứng hóa học cực đỉnh trong phim. Được biết, Trần Tình Lệnh có hơn 300 ghi hậu trường, toàn phân đoạn cực ngọt của Kaka và Đệ Đệ. Nó luôn được chạm tỷ, thậm chí là nhà đài hâm nóng mỗi ngày, đến nay 3 năm rồi vẫn chưa hết. Thứ hai, couple trời độ trong truyền thuyết. Nếu hậu trường chỉ chứng minh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu quý và hòa hợp khi đóng phim, thì nhiều sự kiện thực tế khiến Hủ Nữ tin đây là couple thiên thuyền. Truyền thuyết kể rằng, có chị Âu Ly thề nếu xét đánh trúng tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu thì Bác Quân Nhất Tiêu là thật, và thế là, quả nhiên, 95 điểm cũng khác bọt. Thứ ba, đường đến từ chính chủ. Vì sao các bài đăng trên mạng xã hội luôn được phát vào thời điểm có ý nghĩa yêu đương? Rồi thì ngón tay học, trái tim có nốt ruồi, nhẫn Chanel của cô rớt, tất cả đều có vẻ mờ ám. Lại còn thêm nụ cười bí ẩn của cậu Bo khi chỉ cho An Hem Nhạc Hoa cái bờm tóc Vương Tiêu nữa. Chả có nhẽ tôi là thật, họ mới là giả. Cuối cùng, thái độ của đồng nghiệp là hủ chúa nổi tiếng của Cbiz, ánh mắt của Dương Mịch như muốn nói tôi ship đúng rồi. Đến nam nhân như Đại Lão Sư khi nhìn thấy đèn tiếp ứng của Bác Quân Nhất Tiêu còn nở nụ cười mờ ám đến thế. Vì sao người trong ngành lại có thái độ này? Thôi thì có là sao, hàng A thì cũng phải ăn dưa, ship couple như fan hâm mộ thôi.